Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một trận tứ kết khác của Europa League năm nay, trận đấu giữa Inter Milan và Bayer Leverkusen. Kết thúc với vị trí áo quân Serie A, Inter Milan đã dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào đấu trường Europa League nhằm có được danh hiệu trong mùa này. Điều đó được thể hiện rất rõ ở trận lượt về vòng 1/8 vừa qua. Đội chủ sân Giuseppe Meazza đã xuất sắc đánh bại đại diện đến từ Tây Ban Nha là Getafe với tỷ số 2-0, qua đó điền tên mình vào vòng tứ kết giải đấu số 2 châu Âu. Bayer Leverkusen cũng không hề kém cạnh ở vòng 1/8. Họ được thi đấu trên sân nhà Bay Arena để tiếp đón Glasgow Rangers ở trận lượt về và không quá khó khăn. Khi đoàn quân của luyện viên Peter Bosz giành thắng lợi nhẹ nhàng 1-0 khi đối thủ tỏ ra yếu hơn về mọi mặt. Tiến vào lượt trận tứ kết này là thành công rất lớn với Bayer Leverkusen tại châu Âu trong những năm gần đây. Xét về danh tiếng và phong độ thì đây là cặp đấu khá cân bằng ở vòng tứ kết Europa League. Hơn nữa do dịch Covid-19 nên thể thức thi đấu một trận trên sân trung lập được áp dụng nên càng khó để đánh giá chính xác cơ hội của Inter Milan cũng như Leverkusen. Với đầy đủ những quân bài quan trọng nhất, Inter Milan đầy tự tin hướng đến trận đấu sắp tới. Trên hàng công vẫn là Lukaku và Martinez. Bộ đôi đã có 37 bàn thắng mùa này cho Inter. Đặc biệt chân sút Lukaku mùa giải đầu tiên đã sở hữu 30 bàn thắng, trong đó có 23 bàn ở giải quốc nội và 3 bàn ở Europa League. Bên phía Leverkusen họ có một cái tên rất đáng chú ý là Kai Havertz. Cầu thủ 21 tuổi vừa trải qua một mùa giải bùng nổ, anh ghi được tổng cộng 17 bàn thắng trong vai trò của một tiền vệ tấn công. Ở trong đó có 5 trận có 5 bàn sau 4 trận kể từ khi bóng đá Đức trở lại. Ở hai lần đối đầu duy nhất trong quá khứ thì Inter Milan là những người tỏ ra nhỉnh hơn khi đã toàn thắng trước Leverkusen. Đội bóng của Italia cũng đang chơi rất hay với 5 trận bất bại và có 4 chiến thắng liên tiếp gần đây. Trong khi đó Leverkusen chỉ thắng 3 trên 5 trận đã qua. thưa quý vị và các bạn, như vậy tỷ lệ trận đấu này Inter Milan sẽ chấp Leverkusen 1 phần 4. Inter Milan đang sở hữu chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường mà tham dự trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp. Chính phong độ đó sẽ giúp cho thầy trò Antonio Conte hoàn toàn tự tin để hướng đến cuộc đụng độ sắp tới. Vì vậy Inter Milan sẽ là sự lựa chọn sáng suốt ở cặp đấu này. Còn bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu. Tỷ lệ tài xỉu của trận này là 2 3 4. 5 trận gần đây của Inter Milan chỉ có đúng một trận có nhiều hơn hai bàn thắng. Hàng thủ của họ chơi rất tốt và không thủng lưới lần nào. Trong khi đó, việc chỉ có được đúng một bàn thắng trong cuộc đối đầu với Rangers đã khiến cho các học trò của huấn luyện viên Peter Bosz bị nghi ngờ về khả năng săn bàn. Do đó, cửa xỉu sẽ là lựa chọn an toàn. Dự đoán của chúng tôi ở trận đấu này, Inter Milan sẽ vượt qua Leverkusen với tỷ số 1-0. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.